Vào năm 2016, trong một quán bar ở Ý, nhà vật lý thiên văn Franco Vaza tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình, Umberto Fetti, khi ấy đã là bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Cả hai nhanh chóng cuốn vào cuộc trò chuyện về các nghiên cứu của họ. Vaza đắm mình trong việc tìm hiểu cấu trúc của vũ trụ, trong khi Fetti chuyên sâu về mạng lưới neuron của não bộ. Từ cuộc trò chuyện này, một ý tưởng táo bạo nảy sinh, tại sao không thử so sánh hai cấu trúc tưởng chừng hoàn toàn khác biệt này? Vaza, khi đó công tác tại Đại học Bologna, đã nhận thử thách và dùng phân tích thống kê để so sánh mạng lưới neuron của não người với mạng lưới vũ trụ, một cấu trúc phức tạp của vật chất trải dài khắp không gian. Sau khi phân tích số lượng nút và mức độ kết nối giữa chúng, kết quả thu được gây bất ngờ. Ở nhiều cấp độ mẫu, mạng lưới não bộ và mạng lưới thiên hà có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Phát hiện này đã mở ra một giả thuyết táo bạo rằng vũ trụ có thể sở hữu một dạng ý thức, rằng trong một khía cạnh nào đó, vũ trụ có thể suy nghĩ như một bộ não khổng lồ. Tôi là Kitten, và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một hành trình đầy bí ẩn để khám phá sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa mạng lưới não người và cấu trúc của vũ trụ. Liệu vũ trụ có thể là một bộ não vĩ đại, chứa đựng ý thức, nơi mà tất cả mọi thứ được kết nối một cách tinh vi ngoài sức tưởng tượng của chúng ta? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng chiếc ghế bạn đang ngồi hay bức tường xung quanh bạn có thể sở hữu một dạng ý thức cơ bản? Điều gì sẽ thay đổi nếu mỗi hạt nhỏ cấu tạo nên thế giới vật chất không chỉ đơn thuần là những viên gạch vô tri mà còn mang trong mình một dạng tồn tại thô sơ nào đó? Đây không chỉ là những câu hỏi viễn tưởng mà là nền tảng của một ý tưởng từng được triết gia Ý Francesco Patrizi đề cập từ cuối thế kỷ 16, lý thuyết toàn tâm luận, Panpsychism. Ý tưởng này, vốn xuất phát từ thời Hy Lạp cổ đại, đã được những nhà triết học vĩ đại như Plato thảo luận khi ông cho rằng thế giới không chỉ là một thực thể vật chất mà là một sinh vật sống được ban cho trí thông minh. Ngày nay, toàn tâm luận được làm sống lại nhờ sự phát triển trong khoa học thần kinh, tâm lý học và vật lý lượng tử. Giả thuyết cho rằng ý thức không phải là sản phẩm phụ của bộ não mà là một thuộc tính cơ bản của vũ trụ, một phần không thể tách rời khỏi chính thức tại. Trong những nghiên cứu và tác phẩm của Philip Goff, ông đã mở rộng ý tưởng này. Ông không tuyên bố rằng vũ trụ có khả năng suy nghĩ sâu sắc, nhưng ông đặt ra câu hỏi liệu các đơn vị cơ bản của ý thức ẩn trong các trường lượng tử có thể tác động đến cách mà vũ trụ vận hành hay không. Theo Goff, các hạt cơ bản không chỉ là thành phần xây dựng nên vật chất mà còn mang trong mình một dạng ý thức sơ khai. Chính từ những mảnh ghép nhỏ này, thông qua sự tổ chức phức tạp, ý thức con người và các dạng tri giác cao cấp khác mới được hình thành. Đây không chỉ là một bài toán khoa học mà còn là một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Nếu mọi thứ đều có ý thức từ những hạt nhỏ nhất đến cả những thiên hà, thì điều đó đồng nghĩa với việc thực tại mà chúng ta đang sống không chỉ đơn thuần là một bức tranh tĩnh lặng, mà là một vũ trụ sống động và tràn đầy tiềm năng. Thời gian trôi qua, cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ không ngừng thay đổi, phản ánh cả sự tiến bộ khoa học lẫn tư duy xã hội. Trải qua mọi thời đại, nhân loại lại sử dụng những ẩn dụ mới để mô tả vũ trụ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp, vũ trụ được ví như một cỗ máy hoạt động theo các quy luật cơ học. Đến thời đại kỹ thuật số, trí não con người được so sánh với một chiếc máy tính. Và giờ đây, giữa sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một ẩn dụ sinh thái đang nổi lên. Vũ trụ như một mạng lưới thần kinh rộng lớn. Điều này không chỉ là một sự liên tưởng trừu tượng. Bộ não con người, với khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh và hơn 100.000 tỷ kết nối, là một mạng lưới phức tạp tạo nên suy nghĩ, cảm xúc và ý thức của chúng ta. Những tế bào thần kinh này chiếm chưa đến 25% khối lượng của não, phần còn lại chủ yếu là nước, một tỷ lệ tương đồng đáng ngạc nhiên với vũ trụ quan sát được, nơi 25% vật chất là nhìn thấy được và 75% còn lại là vật chất tối và năng lượng tới. Thú vị hơn, vũ trụ được cấu trúc thành một mạng lưới vũ trụ khổng lồ, với các sợi vật chất tối và thiên hà kết nối nhau tại những nút giao, tạo thành những cấu trúc giống như mạng lưới tế bào thần kinh trong não bộ. Các nhà khoa học từ Đại học Bologna đã tiến hành nghiên cứu để so sánh chi tiết hơn giữa hai hệ thống này. Họ sử dụng kỹ thuật phân tích phổ năng lượng, Power Spectrum, một công cụ thường dùng trong vật lý thiên văn, để độ sự phân bổ vật chất trong vũ trụ và so sánh với sự tổ chức của mạng lưới thần kinh. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Sự phân bổ vật chất trong mạng lưới vũ trụ ở quy mô từ 5 triệu đến 500 triệu năm ánh sáng có một sự tương đồng đáng kể với cách các tế bào thần kinh được tổ chức trong não bộ, ở thăng độ từ 1 micromet đến 0,1 mm. Tuy nhiên, sự giống nhau không chỉ dừng lại ở hình thái mà còn xuất hiện khi các nhà nghiên cứu phân tích số lượng kết nối trung bình trên mỗi nút và cách các nút này tạo thành cụm. Đáng chú ý, mạng lưới vũ trụ có nhiều điểm tương đồng với cấu trúc mạng lưới thần kinh hơn là với các thiên hà hoặc ngôi sao riêng lẻ. Tương tự,
Các tế bào thần kinh trong não có mối liên kết gần gũi với mạng lưới vũ trụ hơn là với các tế bào riêng lẻ. Tuy nhiên, những điểm tương đồng này chỉ xuất hiện khi phân tích ở các thang đo cụ thể, nhấn mạnh rằng mặc dù não bộ hữu hạn và vũ trụ vô hạn, cả hai vẫn tuân theo các quy tắc vật lý chung. Những phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ mối liên hệ bất ngờ giữa vĩ mô và vi mô, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới để hiểu về cả vũ trụ lẫn não bộ. Liệu có phải các quy luật chung của tự nhiên đã tạo nên sự lặp lại này, hay còn điều gì đó sâu xa hơn đang chờ đợi chúng ta khám phá? Hãy hình dung một vòng tròn được vẽ trên một mặt phẳng rộng lớn vô tận. Vòng tròn này chia không gian thành hai phần, bên trong và bên ngoài. Nếu bạn coi khu vực bên trong vòng tròn là biểu tượng của ý thức, thì bạn có lẽ đang nhìn nhận theo tư duy phương Tây. Trong cách nhìn này, vòng tròn giống như một ranh giới, bao bọc tất cả những gì mà thế giới mang lại để chúng ta có thể nhận thức và hiểu rõ. Còn phần mặt phẳng bên ngoài vòng tròn đại diện cho thế giới rộng lớn chưa được khám phá, đầy ấp những điều kỳ bí đang chờ đợi ý thức con người tiếp cận và hiểu biết. Ngược lại, nếu bạn cho rằng bên ngoài vòng tròn là ý thức, có lẽ bạn sẽ mang tầm nhìn phương Đông. Trong cách nhìn này, vòng tròn giống như một thành phố cổ kính với những bức tường bao quanh, nơi ý thức là những gì nằm ngoài thành phố đó, luôn tìm cách xâm nhập, nhưng chưa bao giờ thực sự vượt qua được cánh cổng. Dù vậy, đôi khi có một người lạ xuất hiện từ bên trong và mô tả về thành phố, nhưng những mô tả này lại luôn vượt khỏi những gì có thể tưởng tượng. Chúng chỉ có thể so sánh với những hình ảnh bên ngoài, như một tòa nhà cao tầng hay một vực sâu, hoặc một dòng sông hòa quyện với núi non. Trong quan điểm phương Tây, tâm trí con người là sản phẩm của bộ não và khoa học, từ vật lý đến thần kinh học, đều khẳng định rằng chúng ta là vũ trụ tự nhận thức mình. Nếu điều này đúng, có thể nói rằng chúng ta giống như những tế bào trong một cơ thể vũ trụ khổng lồ, với vũ trụ chia sẻ bí mật của chính mình qua chúng ta, thông qua các khám phá và lý thuyết của các nhà khoa học. Đây là một cuộc đối thoại dài giữa khoa học và triết học, nơi chúng ta, với sự tò mò của con người, luôn tìm kiếm câu trả lời cho bản chất của sự tồn tại và vũ trụ này. Câu nói, chúng ta là vũ trụ cố gắng để biết chính mình, không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Một cách nhìn khác cho rằng chúng ta, với tư cách là ý thức, giống như các nhà khoa học, đang cố gắng khám phá và tái hiện lại vũ trụ, giống như việc khai quật một thành phố cổ. Dù khoa học hiện đại hướng tới việc mang lại những hiểu biết chính xác về thực tại, một số nhà triết học cho rằng không phải mỗi kết luận khoa học đều phản ánh chân lý tuyệt đối. Đôi khi, chúng có thể chỉ là những quan điểm mang tính chủ quan hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên kiến trong quá trình nghiên cứu. Nhiều người tin vào khoa học như một con đường để tiếp cận chân lý, trong khi một nhóm khác, dù ít phổ biến hơn, lại nghi ngờ tính khách quan của các kết luận khoa học. Các triết gia phản biện cho rằng, quan điểm này cũng chứa đựng một phần sự thật. Tuy nhiên, có lẽ điểm khó khăn nhất chính là khái niệm về ý thức, một khái niệm mà hầu như ai cũng đồng ý rằng tồn tại, nhưng lại không thể định nghĩa chính xác hay chứng minh trong khuôn khổ khoa học truyền thống. Những nhà vật lý như Eugene Wigner và John von Neumann đã nỗ lực lý giải vai trò của ý thức trong cơ học lượng tử, một lĩnh vực mà người quan sát có thể ảnh hưởng đến kết quả của các hiện tượng vật lý. Quan điểm này được mở rộng trong các giả thuyết tiên tiến như giả thuyết mô phỏng và trong nghiên cứu về lực hấp dẫn lượng tử, nơi mà tri thức hay sự nhận thức của người quan sát có thể buộc vũ trụ phải cập nhật trạng thái của hệ thống mà họ quan sát. Everett, người đề xuất giải thích đa thế giới, Many Worlds Interpretation, đã lập luận rằng chỉ có hàm sóng là tồn tại trong vũ trụ, và thực tại của chúng ta có thể chỉ là một trong vô số các nhánh tồn tại song song trong một hệ thống toàn cầu của sóng lượng tử. Ý thức và hành động quan sát của chúng ta có thể là những yếu tố chủ đạo trong việc xác định cách vũ trụ vận hành. Các nhà vật lý từ lâu đã tranh cãi về việc liệu ý thức của người quan sát có phải là tác nhân gây ra sự sụp đổ của hàm sóng hay không. Nghĩa là khi chúng ta quan sát, vũ trụ phản hồi bằng cách lựa chọn một kết quả cụ thể từ các khả năng tồn tại trước đó. Một số nhà khoa học cho rằng không cần đến ý thức để gây ra sự sụp đổ này, vì nó là một phần tự nhiên trong hệ thống lượng tử. Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng ý thức chính là yếu tố quan trọng, tạo ra hiện thực bằng cách thu hẹp các khả năng đến một kết quả cụ thể. Với cơ học lượng tử, hành vi không thể đoán trước bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như ý chí tự do và suy nghĩ. Điều này có thể gây nên các thay đổi vật lý. Khi ta suy nghĩ về một quả táo hoặc một điều gì đó, các xung điện tử khác nhau sẽ kích hoạt trong não, gây ra hiệu ứng ở các hạt trong vũ trụ. Vì hàm sóng vũ trụ không thể đoán trước mọi suy nghĩ của chúng ta, nó cần được sửa đổi. Từ đó, các lựa chọn cá nhân và trạng thái tinh thần của chúng ta cũng có thể truyền năng lượng ra khắp vũ trụ, ảnh hưởng đến sự kết nối ý thức rộng lớn của tất cả mọi thứ. Với ý tưởng về hàm sóng phổ quát, có lẽ vũ trụ không chỉ đơn thuần là một thực thể vật lý, mà là một mạng lưới phức tạp nơi ý thức và hành động đều tác động lẫn nhau. Điều này mở ra ý tưởng rằng mọi người trong chúng ta không chỉ là một cá thể riêng lẻ, mà còn là một phần của một điều gì đó lớn lao và huyền bí,
nơi tất cả đều được kết nối qua hàm sóng này. Ngay trước khi chúng ta quan sát một sự kiện, hàm sóng đã điều chỉnh để đáp ứng với những gì ta dự kiến. Chẳng hạn, nếu ta đang đồ đạc vị trí của một hạt, hàm sóng sẽ dọn xác suất vào khu vực chúng ta hy vọng hạt xuất hiện, đồng thời giảm xác suất ở những vị trí khác. Sự thay đổi này tiếp diễn cho đến lần quan sát tiếp theo, và chính cơ chế này đã tạo nên cái gọi là vấn đề đo lường trong cơ học lượng tử. Liệu ý thức có đóng vai trò trong quá trình này không? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Ý thức có thể đóng vai trò quan trọng trong cách vũ trụ vận hành. John Wheeler, nhà vật lý nổi tiếng và là người đặt ra thuật ngữ lô đen, cho rằng cơ học lượng tử ngụ ý rằng vũ trụ được xây dựng từ thông tin, chứ không chỉ là từ vật chất. Wheeler đã tập trung vào ý tưởng rằng logic và thông tin là nền tảng của các lý thuyết vật lý, đến mức ông còn mô tả vũ trụ như một hệ thống có sự tương tác với tâm trí con người. Nếu chúng ta đồng ý rằng hiện thực được tạo nên từ thông tin, vậy thông tin là gì? Thông tin đang ngày càng được công nhận là một đại lượng vật lý riêng biệt. Với Gregory Bateson, mô tả nó là sự khác biệt tạo ra sự khác biệt. Không giống như khối lượng hay năng lượng, thông tin không có vị trí cụ thể trong không thời gian và tồn tại về mặt khái niệm mà không cần một toa đồ vật lý. Edward Fredkin, cha đẻ của triết lý kỹ thuật số, lập luận rằng trong mỗi câu hỏi về bản chất của vật chất, yếu tố duy nhất không cần có lời giải là thông tin. Các nhà khoa học thường coi bit là đơn vị cơ bản của thông tin. Bit có thể được hiểu như một tế bào và được biểu diễn qua các con số. Khi các bit này được xử lý bằng các thuật toán trong máy tính, chúng kết hợp lại và tạo ra thông tin. Do đó, thông tin chính là ý nghĩa được truyền tải thông qua các ký hiệu như mã hoặc ngôn ngữ. Ví dụ, khi các bit 0 và 1 được sắp xếp theo một trật tự nhất định, chúng có thể truyền tải những hướng dẫn cụ thể trong ngôn ngữ lập trình, giống như cách chúng ta sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ ngữ và câu văn, truyền tải ý nghĩa trong giao tiếp. Ý nghĩa là một khái niệm phức tạp và chưa có định nghĩa chặt chẽ vì nó gắn liền với ý thức, một yếu tố còn khó định nghĩa và đo lường trong khoa học. Chúng ta biết ý thức tồn tại vì có thể quan sát cách nó ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ. Khi bạn theo dõi nội dung trong video, ý thức của bạn diễn giải và tạo ra ý nghĩa mới từ thông tin được tiếp nhận. Nếu có 1.000 người cùng xem video này, mọi người có một cách diễn giải riêng, tạo ra 1.000 góc nhìn khác biệt. Một trong những chức năng cơ bản của ý thức là nhận biết và gán ý nghĩa cho các biểu tượng, những hình ảnh, âm thanh, từ ngữ và mọi yếu tố khác tạo thành thế giới xung quanh. Thế giới có thể được coi là một hệ thống biểu tượng, và chúng ta diễn giải mọi thứ thông qua việc so sánh và liên hệ giữa các biểu tượng với nhau. Sự gắn kết này tạo ra ý nghĩa và thông tin, những thông điệp và hiểu biết xuất hiện từ các mối liên hệ này. Nếu thông tin là nền tảng của thực tại, thì có thể chính ý thức là yếu tố thiết yếu để nhận biết và xây dựng ý nghĩa từ các biểu tượng đó. Ý nghĩa mà bạn hiểu từ video này không đơn giản là từ những pixel hiển thị trên màn hình, mà là do ý thức của bạn tạo ra từ việc ánh sáng tác động lên giác quan và bộ não xử lý chúng. Điều này cũng khác nhau ở mọi người. Nếu vũ trụ được xem như một hệ thống dựa trên thông tin, thì có khả năng vũ trụ cần có ý thức để nhận diện và duy trì các cấu trúc toán học phức tạp của thế giới vật chất. Một ví dụ khác là trong giấc mơ, nơi tất cả các hình ảnh và sự vật được tạo nên bởi ý thức của người mơ. Từ đây, ta có thể suy luận rằng thông tin, bản thân nó, có khả năng trở thành ý nghĩa khi được một thực thể có ý thức giải mã và diễn giải. Điều này vượt xa quan niệm vật lý truyền thống về vật chất. Vốn dựa trên các định luật của Newton, những nguyên lý hiện nay được coi là không đủ để giải thích thực tế. Thay vào đó, thực tại có thể là một phần của một trường kết nối phức hợp, bao gồm các quá trình tiến hóa và liên kết với trường lượng tử, bởi vì mọi thứ trong vũ trụ dường như phát sinh từ các sự kiện lượng tử cơ bản. Nhiều nhà khoa học hiện đại cho rằng vũ trụ có thể được điều khiển bởi một trường ý thức vượt xa sự hiểu biết của chúng ta, tạo ra một sự kết nối phức tạp giữa các trạng thái ý thức và thực tại vật lý. Ý thức có thể yêu cầu nghiên cứu sâu rộng và phân tích các trạng thái nhận thức cao hơn để làm cơ sở cho các lý thuyết và thực nghiệm mới, giúp giải thích những câu hỏi về bản chất thực sự của ý nghĩa và thông tin trong vũ trụ. Khái niệm về tâm trí lượng tử đang mở ra cách nhìn mới về thực tại lượng tử, đặc biệt là trong cách chúng ta hiểu các sinh vật sống. Thay vì đơn thuần coi chúng là những cỗ máy hóa học, hiện nay nhiều nhà khoa học nhìn nhận sinh vật sống như một phần của một mạng lưới năng lượng lớn hơn, một trường liên kết tập thể, vượt ra khỏi sự tách biệt của từng cá thể và hợp nhất trong một cấu trúc rộng lớn của vũ trụ. Trường năng lượng này mở ra cơ hội hướng dẫn tâm trí, cảm xúc và tinh thần của chúng ta theo một chiều hướng mới, giúp chúng ta kết nối sâu sắc hơn với vẻ huyền bí của sự tồn tại và vũ trụ bao la. Điều này có thể dẫn chúng ta đến một trải nghiệm phong phú về thực tại và sự vĩ đại của sự sống, nhắc nhở chúng ta về bí ẩn của sự tồn tại và ý thức. Trong đó, mỗi chúng ta có cơ hội khám phá không chỉ vũ trụ bên ngoài, mà còn cả vũ trụ bên trong của chính mình. Hành trình con người trong kỷ nguyên thông tin có thể chỉ mới bắt đầu,
Và với tình yêu, đam mê, sự tò mò và lòng can đảm, chúng ta có thể tận dụng công cụ mạnh mẽ nhất để khám phá ý nghĩa và bản chất của vũ trụ chính là ý thức. Ý thức, có lẽ, không chỉ là một hiện tượng xuất hiện tức thời, mà là một điều luôn luôn hiện hữu, tồn tại từ sâu trong mọi người và bao quanh mọi vật thể. Cuộc hành trình khám phá thực tại và ý thức là một hành trình tiến hóa không ngừng, liên tục thử thách những giả định của chúng ta, mở rộng tầm nhìn và chấp nhận những khả năng vô hạn mà không gian rộng lớn của vũ trụ mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hành trình khám phá ý thức của vũ trụ sẽ còn tiếp diễn ở những phần sau. Nếu các bạn yêu thích những khám phá bí ẩn về vũ trụ, hãy đăng ký kênh để cùng Kitten Explorer đồng hành trong những hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.